Những lợi ích thần kỳ khi massage cho trẻ sơ sinh. Một trong những trải nghiệm quan trọng nhất đối với sự phát triển hạnh phúc của bé chính là sự tiếp xúc tràn đầy tình yêu thương của bạn. Nghiên cứu cho biết, việc cha mẹ hoặc người chăm sóc thân quen thường xuyên chạm và massage đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển, giao tiếp và học hỏi của trẻ nhỏ. Massage giúp cho trẻ sơ sinh thở đều nhịp hơn, tăng cân nhanh, ngủ sâu hơn, cải thiện hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy hệ cơ xương phát triển, thư giãn các mạch máu và tăng lưu lượng máu trong hệ thống tuần hoàn của bé, kích thích các giác quan cho bé, gắn kết tình cảm mẹ con, phát hiện sớm những bất thường của bé. Bé được massage thường xuyên sẽ có thân hình săn chắc, dẻo dai, khỏe mạnh hơn. Bên cạnh sự tiếp xúc da kề da, nghiên cứu còn cho thấy việc chạm vào massage thường xuyên còn cải thiện hiệu quả nhận thức và tăng sự tập trung và chú ý ở trẻ nhỏ. Vì vậy, lần tới khi massage cho bé sau khi tắm, hãy biết rằng hành động yêu thương này có ý nghĩa hơn đối với sự phát triển của bé và có thể có một tác động tích cực lâu dài.